Một chiếc máy tàu bọt rửa tay một lần sạc sử dụng được 6 tháng. Và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái chiếc máy tàu bọt rửa tay đến từ Mizia có tên là Mizia Pro. Rồi và cái sản phẩm lần này thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều về cái thiết kế, thì cũng như thường lệ là các bạn sẽ có được một cái hệ thống đầu vòi và một cái bình dung dịch rửa tay. Thì cái dung dịch rửa tay này nó không có sản xuất qua loa mà nó được làm từ những cái dưỡng chất da tay này cũng như là axit yếu để mà nó tạo cái độ ẩm và cân bằng độ pH cho cái da tay của mình. Cho nên là khi mà sử dụng thì các bạn cực kỳ yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm này. Ngoài ra thì cái sản phẩm này khi mà các bạn dùng hết thì các bạn có thể đến Chiếm Đà Mobile để mà mua những cái đầu bình thay thế như thế này và lắp vào để sử dụng. Rồi. Thì cái nắp của nó sẽ có một cái van như thế này, thì khi mà sử dụng thì các bạn sẽ mở ra rồi lắp vào. Đấy thì nó chỉ có một cái nút duy nhất là để cho mọi người lắp vào để sử dụng thôi. Thì các bạn chỉ cần vặn nhẹ qua. Đấy, nó vào khớp thì nó sẽ an toàn như thế này. Đấy, và việc của mình là chỉ là sử dụng thôi. Còn ở trên đây thì nó sẽ có một cái phím cảm ứng. Đấy, thì khi mà nó bật lên như thế này thì các bạn đưa tay vào nó sẽ bật và nó tạo bọt ra như thế này này. Đấy. Rồi và cái đèn nó sẽ sáng lên như thế này, và khi mà hết pin thì cái đèn này nó sẽ chuyển sang màu đỏ và nó nhấp nháy cũng như là nó nhắc nhở mọi người phải sạc cái phần này. Và mình mới đi rửa tay xong với mọi người, thì cái cảm nhận của mình sau khi mà sử dụng cái phần dung dịch rửa tay ở trong này thì mình thấy là nó không có làm cái da tay của mình khô, và nó mang lại một cái mùi hương rất là dịu nhẹ nữa, không quá là gắt cũng không quá là ngọt để mà khiến cho mọi người khó chịu. Rồi, mình sẽ nói tiếp về cái thiết kế của sản phẩm này. Thì với cái chiều cao cũng như là cái trọng lượng của sản phẩm thì mình nghĩ là nó sẽ rất là dễ thích hợp để đặt trong mọi không gian, bởi vì cái màu trắng nó là dễ phối với nhiều cái màu khác nhau, và cái đầu vòi của nó thì cũng dễ dàng sử dụng hơn rất là nhiều. Nếu như mà mọi người không có muốn nó cơ cấu hay là nó làm vướng bận trong cái lúc mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể nhấn chữ. Đấy, để cho nó tắt và nó không có ra bọt nữa này. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần nhấn và nó chuyển sang cái đèn màu trắng. Rồi, và mình chỉ sử dụng thôi. Và cái phần sạc của nó thì nó sẽ nằm ở mặt sau của cái bình như thế này. Thì khi mà sạc thì các bạn chỉ cần sử dụng cái cáp mà nhà sản xuất cho đi kèm rồi các bạn sạc thôi. Và với cái dung lượng pin của cái động cơ bên trong này lên đến 1400 mAh, thì sau một lần sạc đầy khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi ấy, thì mọi người có thể sử dụng cái chiếc máy này lên đến 6 tháng với 400 lần sử dụng như thế này. Rồi. Và ngoài cái việc mà sử dụng cái chiếc máy này để rửa tay, lấy bọt rửa tay ấy, thì mình còn sử dụng nó để mà cọ rửa những cái vật dụng nhỏ trên bàn. Thì ví dụ như mình không có tiện để mà đem nước vào để mà đem đồ vệ sinh vào cái bàn làm việc của mình, thì những cái vết bẩn nhỏ thì mình vẫn có thể sử dụng cái bọt này để mà vệ sinh nó một cách rất là dễ dàng. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó sẽ là cái phần cảm biến này, khi nó phát hiện có cái vật đưa vào đấy cách khoảng 5 cm thì nó sẽ ra bọt như thế này. Đấy, và ra rất là dứt khoát, một cái lượng vừa đủ để cho mình sử dụng. Ok. Rồi, và vừa rồi thì mình cũng đã review cũng như là giới thiệu cho mọi người xong cái chiếc máy tạo bọt rửa tay đến từ Mizia này rồi, và cái cảm nhận của mình sau khi mà mình sử dụng cái phần dung dịch nước rửa tay để mình tạo bọt sử dụng ấy, thì mình thấy là nó không có làm khô tay mình nhiều. Và hơn thế nữa thì cái mùi hương của nó, khi mà mua những cái chai thay thế đi kèm ấy, thì các bạn có thể lựa chọn những cái mùi hương khác. Và cái lượng pin của nó so với những cái version trước ấy, thì mình cũng thấy là nó đã được cải tiến rất là nhiều, và cái số lần sử dụng cũng được tăng lên khá nữa. Cho nên là mình thấy cái sản phẩm này ấy, nó rất là hữu dụng cũng như là nó rất là có cái thiết kế rất là đơn giản để mà mọi người có thể dễ dàng đi coi trong phòng của mình này. Và nếu như mọi người có muốn xem thêm những cái thông tin khác về sản phẩm thì mình sẽ để link của sản phẩm ở bên dưới để mà mọi người có thể dễ dàng theo dõi hơn ha. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.